Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Comics. Anh em thấy đó, những anh chàng nhân vật chính mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ khiến cho người đọc bị chìm đắm theo câu chuyện của họ. Ấy vậy mà những nhân vật ấy lại chẳng những sở hữu danh vọng, đã thế lại còn sở hữu một khối tài sản khổng lồ thì đúng là đỉnh của chóp. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Comics đến ngay với top 10 manhwa manhua, comment đã cực kỳ mạnh mẽ, lại còn giàu có bậc nhất. Và đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Thỏ Ngọc Comics tiếp tục ra mắt những video chất lượng hơn để gửi đến cho cả nhà nhé. 10. Luân hồi, thể loại hành động phiêu lưu drama fantasy manhwa seinen. Bạn có muốn quay ngược thời gian không? Tất cả số liệu thống kê sẽ được đặt lại. Vui lòng chọn ngày. Ngày 28 tháng 2 năm 1985. Ngày tôi sinh ra. Của cải, tôi sẽ nắm giữ tất cả tiền trên thế giới. Độc quyền, tôi sẽ chiếm giữ tất cả các ngục tối trên thế giới. Vào thời điểm này, trong khi thế giới vẫn đang hòa bình. Toàn cầu cao võ, thể loại hành động phiêu lưu hài hước manhua võ thuật. Phương Bình, người thấy mình bỗng được trọng sinh về thế giới của 10 năm về trước, một dị giới nơi con người liều sống liều chết tranh đoạt võ khoa. Ngay khoảnh khắc cậu ta chạm vào tiền thì bất ngờ hệ thống được khởi động, sử dụng tiền để gia tăng các chỉ số trong hệ thống. Phương Bình lần này nhất định sẽ thành công tranh đoạt võ khoa. Luân hồi ác nhân, thể loại hành động drama harem manhwa shonen seinen. Jung-woo bị mắc kẹt trong một vòng luân hồi cùng với kẻ thù không đội trời chung của mình, Shin Ryong. Ngay từ khi còn nhỏ, anh ta đã có một ước mơ, anh muốn trở nên đủ mạnh mẽ để chinh phục võ lâm. Tuy nhiên không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra theo đúng kế hoạch của anh. Shin Ryong đã đánh bại anh ta trong mọi trường hợp. Tại thời điểm này, Ha Jung-woo đã được tái sinh 5 lần và bị đánh bại một lần nữa. Khi tái sinh lần thứ 6, anh ta được sinh ra ở thế giới hiện đại. Điều này đã thay đổi mục tiêu của Jung-woo. Vì không có Murim trong thế giới hiện đại, cuối cùng anh ấy ưu tiên mục tiêu trở nên mạnh mẽ hơn để đánh bại Shin Ryong. Trong khi cố gắng thích nghi ở thế giới hiện đại này, nơi anh ấy có một gia đình và đến trường như một người bình thường. Vua trộm mộ, thể loại hành động phiêu lưu hài hước fantasy manhwa shonen. Hầm mộ xuất hiện trên khắp thế giới vào năm 2025. Những hầm mộ này đã gây ra những trận động đất lớn khi chúng xuất hiện, và bên trong chúng là những thứ được gọi là thánh tích. Những hầm mộ của chúa đã bắt đầu xuất hiện trên khắp thế giới. Nhờ những thánh tích bên trong những ngôi mộ này, nhiều người đã có thể sử dụng sức mạnh huyền thoại này cho riêng mình, trong khi những người khác bị bắt làm nô lệ cho những người sử dụng này. Tuy nhiên, với mục đích đánh cắp tất cả những thánh vật này, một kẻ trộm mộ xuất hiện. Ôi chết tiệt, có phải tên khốn đó cũng đã cướp nơi này rồi phải không? Những gì của bạn sẽ là của tôi, những gì của tôi sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Đây là câu chuyện về một kẻ trộm mộ được hồi sinh, người sẽ làm bất cứ điều gì có thể để chiếm lấy tất cả các lăng mộ và thánh tích cho chính mình. Ma tôn tái thế, thể loại hành động phiêu lưu manhwa shonen. Ở kiếp sống đầu tiên, sau một tai nạn thương tâm mất đi gia đình và đôi chân, anh tự kết liễu cuộc đời của mình. Kiếp sống thứ hai, anh ta nổi tiếng với tư cách là Xích Thiên Ma ở Trung Nguyên, nhưng lại bị phản bội bởi người mà anh ấy tin tưởng nhất. Và bây giờ đến cuộc sống thứ ba của anh ấy. Trong cuộc sống trở lại thế giới hiện đại, Giang Diên Hồ quyết định sống một cuộc đời bình thường. Tuy nhiên, anh ấy đã quá quen với cuộc sống khi ở trong Trung Nguyên để có thể trở thành một người bình thường. Tôi muốn sống yên bình, nhưng bạn là người bắt đầu nó. Tôi hy vọng bạn đã chuẩn bị cho điều này. Trước những mối đe dọa về cuộc sống mới của mình, liệu Giang Diên Hồ có thể rũ bỏ sự thôi thúc của mình với tư cách là Xích Thiên Ma và có được cuộc sống bình thường mà anh ấy mong muốn hay không? Câu chuyện chuyển thể của một võ sư huyền thoại ở thế kỷ 21. Biến thành phế vật trong tiểu thuyết giả tưởng, thể loại fantasy manhwa huyền bí shonen. Trong khi làm việc ngoài giờ nhiều đêm, tôi chìm vào giấc ngủ trong một thời gian ngắn. Khi tôi tỉnh dậy, tôi dường như đã sở hữu nhân vật phản diện của web novel mà tôi đang đọc.
thật là sáo rỗng làm sao, đến mức tôi sẽ chết nếu làm theo số phận đã định trước. Khỉ thật. Tôi cần phải tìm cách để tồn tại. Cách đầu tiên để tồn tại với tư cách là một nhân vật phản diện vô dụng trong web novel, thuyết phục càng nhiều người càng tốt về phía mình. Cách thứ hai để tồn tại với tư cách là một nhân vật phản diện vô dụng trong web novel, trở nên đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Cuối cùng, cách thứ ba để tồn tại với tư cách là một nhân vật phản diện chẳng ra gì trong web novel, đừng bao giờ trở nên thân thiện với chủ nhân đầy kiêu hãnh và điên rồ đó. Đây là phần mở đầu của câu chuyện giả tưởng về sinh tồn cộng Dungeon Rider ở hiện đại của Choi Yu-seong, nhân vật phản diện bị quỷ ám muốn sống một lối sống thoải mái. Bốn, ánh sáng cuối con đường, theo loại hành động phiêu lưu fantasy isekai phép thuật manhwa võ thuật shonen. King Gray có sức mạnh vô song, sự giàu có và uy quyền trong một thế giới được điều hành bởi khả năng võ thuật. Tuy nhiên, sự cô độc ẩn náu đằng sau những người có quyền lực lớn, bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng của một vị vua quyền lực ẩn chứa lớp vỏ của một con người, không còn có mục đích và ý chí. Được đầu thai vào thế giới mới chứa đầy những ma thuật và quái vật, nhà vua có cơ hội thứ hai để sống lại cuộc đời của chính mình. Tuy nhiên, sửa chữa những sai lầm trong quá khứ sẽ không phải là thử thách duy nhất của anh ấy. Bên dưới sự hòa bình và thịnh vượng của thế giới mới là một mối đe dọa tiềm tàng, phá hủy mọi thứ mà anh ấy đã làm, đồng thời đặt ra câu hỏi về vai trò và lý do được sinh ra lần nữa của anh ta. 3. Bác sĩ trùng sinh, thể loại hành động drama fantasy manhwa học đường. Kim Ji-hun, người đã sống cuộc đời của mình với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật danh tiếng, đã có cơ hội thứ hai để sống lại cuộc đời của mình. Sau đó anh ta quay trở lại thời trung học của mình và sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn, không giống như trước đây. Anh ấy học tập không ngừng nghỉ, mục tiêu của anh ấy là trở thành một bác sĩ già liễu, kiếm được nhiều tiền thay vì một bác sĩ phẫu thuật nghèo đói như anh ấy ở kiếp trước. 2. Phế vật dòng dõi bá tước, thể loại hành động phiêu lưu hài hước fantasy manhwa seinen. Khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở trong một cuốn tiểu thuyết. Sự ra đời của một anh hùng, The Birth of a Hero, là một cuốn tiểu thuyết tập trung vào cuộc phiêu lưu của nhân vật chính, Chahan, một nam sinh trung học được chuyển đến một chiều không gian khác với trái đất. Cùng với sự ra đời của vô số anh hùng trên lục địa, tôi đã trở thành một phần của cuốn tiểu thuyết đó với tư cách là gia đình bá tước, gia đình giám sát lãnh thổ, nơi có ngôi làng đầu tiên mà Chahan đến thăm. Vấn đề là Chahan trở nên khó khăn sau ngôi làng đó và tất cả mọi người trong đó đều bị sát thủ tiêu diệt. Vấn đề lớn hơn là thực tế là người tôi đã trở thành, tên ngu học phế vật, không biết gì về những gì đã xảy ra trong làng và gây rối với Chahan, chỉ để bị đánh cho tơi tả. Đây sẽ là một vấn đề, tôi cảm thấy như có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với tôi. Nhưng thật đáng để tôi cố gắng biến điều này thành cuộc sống mới. 1. Thương nhân thánh thần, thể loại hành động fantasy manhwa. Erun Steel Guan, kẻ được xem là ô nhục của dòng họ và cũng là kẻ đã trực tiếp khiến dòng họ Steel Guan lừng lẫy lâm vào cảnh khốn cùng, được trao cho cơ hội thứ hai ngay trong lúc sắp chết. Erun quay trở lại 16 năm trước, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Erun lúc này đã trở thành kẻ có thể thông thương giao dịch xuyên không gian. Hành trình tạo nên tiếng tăm lừng lẫy của một thương nhân độc nhất vô nhị với châm ngôn mua đáy bán đỉnh đã bắt đầu. 2. Trên đây là top 10 manhwa manhua có main đã cực kỳ mạnh mẽ lại còn giàu có bậc nhất mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Comics biết để mình gấp rút cho ra mắt các top tương tự nhé. Thêm một lần nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!